Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sáng nay tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2022, vòng loại bảng thi số 2. Dự khai mạc có đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Phó trưởng Ban chỉ đạo hội thi Bộ Công an, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo công an các tỉnh, thành phố thuộc bảng thi số 2. Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an cho biết, hội thi là một trong những hoạt động nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân cả nước về truyền thống vẻ vang 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2022, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Hội thi còn là dịp để cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong công tác điều lệnh, bắn súng, võ thuật, qua đó tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Phát biểu chào mừng hội thi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh, rất vinh dự cho tỉnh Vĩnh Phúc được lựa chọn làm địa điểm tổ chức bảng thi số 2. Thông qua hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật công an nhân dân giúp các cấp, các ngành, cán bộ và đông đảo nhân dân hiểu rõ hơn về công việc khó khăn, vất vả, gian khổ, hiểm nguy của lực lượng công an nhân dân. Những người đang thầm lặng trên các mặt trận, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành hy vọng trong khoảng thời gian diễn ra hội thi, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, khách quý và cán bộ chiến sĩ lực lượng công an các đơn vị địa phương sẽ có những kỷ niệm ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất và con người Vĩnh Phúc nồng hậu, giàu lòng mến khách. Với sự chuẩn bị chu đáo của công an tỉnh Vĩnh Phúc, chúc các đội tuyển, vận động viên thi đấu đạt thành tích tốt nhất. Bảng thi số 2 gồm công an các tỉnh, thành phố Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Lạng Sơn và 3 đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Cục Cảnh sát Kinh tế, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an, Trường Đại học Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6, gần 700 vận động viên là cán bộ chiến sĩ đến từ Công an 6 tỉnh, thành phố và 3 đơn vị trực thuộc Bộ Công an sẽ tranh tài ở các nội dung thi, duyệt đội ngũ, tình huống ứng dụng võ thuật công an nhân dân, trình diễn võ thuật tại nhà thi đấu tỉnh và các nội dung bắn súng tại trường bắn Cam Lâm. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, chỉ số PCI đã trở thành một trong những thước đo quan trọng để các doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá cơ hội đầu tư vào Vĩnh Phúc. Đây cũng là chỉ số niềm tin, sự ủng hộ gắn bó của doanh nghiệp với địa phương. Thật đáng mừng khi vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục đưa ra những đánh giá liên quan tới sự hài lòng của doanh nghiệp, trong đó tiêu chí cán bộ nhà nước thân thiện giữ vai trò quan trọng, thể hiện sự đổi mới trong tư duy, quyết đoán trong hành động và tinh thần phục vụ doanh nghiệp tốt của Vĩnh Phúc. Kết quả cho sự nỗ lực đó, Vĩnh Phúc trở thành tỉnh xếp thứ 2 trong biểu đồ xếp hạng. Theo dữ liệu từ khảo sát trong báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2021, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao chính quyền Vĩnh Phúc về sự năng động, tiên phong, tinh thần làm việc có trách nhiệm và khả năng giải quyết hiệu quả các vấn đề mới cấp bách từ thực tiễn. Theo đó, đối với Vĩnh Phúc, có trên 93% doanh nghiệp đánh giá cán bộ nhà nước thân thiện và giải quyết công việc hiệu quả. Tiêu chí doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần để hoàn tất thủ tục, Vĩnh Phúc cũng đạt xấp xỉ 8,5 điểm. Những con số cụ thể đó phản ánh Vĩnh Phúc đã làm tốt rất nhiều tiêu chí trong bảng xếp hạng của PCI như tính năng động và tiên phong của lãnh đạo, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp hay chính là những chính sách ưu tiên dành cho phát triển kinh tế tư nhân và chi phí thời gian của doanh nghiệp. Bởi không có nhà đầu tư, doanh nghiệp nào muốn mất quá nhiều thời gian cho việc giải quyết các thủ tục hành chính. Các kết quả này cho thấy sự ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp đối với những tiến bộ của các cơ quan nhà nước ở các cấp chính quyền của tỉnh Vĩnh Phúc. Con số ấy cũng thể hiện một trong những nỗ lực nổi bật của Vĩnh Phúc, đó là cải cách thủ tục hành chính. Vì vậy, để duy trì sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư, Vĩnh Phúc đang tiếp tục thực hiện quyết liệt và thực chất hơn trong công tác cải cách thủ tục hành chính bằng đề án văn hóa công vụ, lấy cán bộ làm gốc cho việc cải cách, thái độ phục vụ và hiệu quả công việc của cán bộ trở thành thước đo. Với mục tiêu chính quyền thật sự trở thành bệ đỡ cho doanh nghiệp trụ vững và phát triển. Là một trong 57 tỉnh thành triển khai áp dụng hóa đơn điện tử giai đoạn 2,
Đến nay, Vĩnh Phúc đã có gần 7.200 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đăng ký sử dụng thành công hóa đơn điện tử, chiếm gần 98,3% tổng số người nộp thuế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Với kết quả này, Vĩnh Phúc đang đứng ở vị trí thứ 21 cả nước về triển khai hóa đơn điện tử. Theo lộ trình triển khai hóa đơn điện tử đến hết ngày 30 tháng 6, các tỉnh, thành phố triển khai giai đoạn 2 hóa đơn điện tử phải đạt 100% doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử. Để hoàn thành mục tiêu trên, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã thực hiện hàng loạt biện pháp như thành lập ban chỉ đạo, tổ thường trực triển khai, xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh, thành lập tổ thường trực triển khai, xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử của ngành thuế, thành lập trung tâm điều hành hóa đơn điện tử, công khai số điện thoại, đường dây nóng, đẩy mạnh tuyên truyền để người nộp thuế được biết về ý nghĩa, lợi ích của hóa đơn điện tử, những điểm mới của hóa đơn điện tử. Để phấn đấu hoàn thành nước rút chỉ tiêu được Tổng cục Thuế giao, ngành thuế tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về hóa đơn điện tử, kịp thời nắm bắt khó khăn của từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ và cá nhân kinh doanh chưa thực hiện triển khai hóa đơn điện tử, phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh, kịp thời hỗ trợ người nộp thuế chuyển đổi, áp dụng hóa đơn điện tử trong thời gian sớm nhất, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. Thực hiện chương trình tín dụng theo nghị quyết 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đã được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, tạo việc làm, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Sau 2 năm dịch bệnh hoành hành, gia đình anh Lưu Văn Nghị ở thôn Kim Tiến, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch gặp rất nhiều khó khăn do không có việc làm ổn định. Sau khi biết được thông tin nhà nước hỗ trợ người lao động vay vốn để có điều kiện phục hồi kinh tế, thông qua hội nông dân xã, anh được phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Lập Thạch cho vay 50 triệu đồng. Từ nguồn vốn vay, anh đã đầu tư 2 con bò sinh sản về chăn nuôi, giúp anh có thể cải thiện thu nhập của gia đình trong thời gian tới. Tôi làm nghề thợ xây, như dịch Covid ảnh hưởng đến vợ chồng tôi thì nó không đi làm được. Nhờ chính quyền địa phương là cho vay vốn, ưu đãi gọi là chăn nuôi thì là nó có thu nhập hơn. Không chỉ gia đình anh Nghị, 100 hộ gia đình trên địa bàn huyện Lập Thạch cũng đã được tiếp cận với nguồn vốn 5 tỷ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo nghị quyết 11 của Chính phủ. Đây thực sự là chiếc phao sinh kế giúp người lao động khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống sau đại dịch, nhất là với những khu vực đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Rất kịp thời và đúng thời điểm mà nhân dân đương khó khăn về việc làm, được cái nghị quyết 11 này tạo điều kiện cho hộ vay để phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển về mô hình chăn nuôi bò. Tuy nhiên, theo giả soát của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lập Thạch, nguồn vốn cho vay của chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo nghị quyết 11 vẫn còn hạn chế, trong khi nhu cầu vay vốn của các đối tượng thiếu việc làm, không có việc làm, không có thu nhập trên địa bàn rất lớn. Do tình hình dịch bệnh Covid nên là người dân trên địa bàn huyện Lập Thạch là ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm là rất nhiều. Những cái nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm trên địa bàn huyện Lập Thạch đến thời gian đây là vẫn còn rất là hạn chế. Mình cũng mong tới đây cũng được chính quyền, ủy ban tỉnh, chính phủ và ngân hàng chính sách cấp trên quan tâm tạo điều kiện để bổ sung thêm nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm tới người dân để người dân có thể tiếp cận được nhiều hơn. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, song việc sớm được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi sẽ giúp cho các đối tượng, nhất là hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có thêm nguồn lực để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thêm nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống sau đại dịch. Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày ngập úng do mưa lớn trên địa bàn tỉnh, người dân các địa phương chịu ảnh hưởng đã tập trung vào khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống. Bàng hoàng sau trận lũ lụt lịch sử, ông Lưu Xuân Tám cùng gia đình dọn dẹp lại nhà cửa, chuồng trại để ổn định cuộc sống. Đàn lợn hơn 100 con đến tuổi xuất chuồng nhưng chỉ kịp sơ tán được 20 con. Giờ nước rút, gia đình ông Tám tập trung khử khuẩn chuồng trại để chăm sóc những con lợn còn lại và khôi phục kinh tế gia đình. Cái năm 2008 thì nó bằng ngang người thôi, nhưng mà cái trận này là nó quá một với luôn. Tức là nó vào độ khoảng 2,4 m gì đấy, 2,2 m, 2,4 m gì đấy. Thế thì trong quá trình là lợn gà này, thóc lúa này, nói chung là không chuyển được một cái gì. Bởi vì là ra cái đường đây thì nó thành một cái suối. Lợn gà thì nói cho với chị là đúng là cái loại choai choai là không cứu được. Đấy, thế trong cái lúc mà nước to như thế là
đại thể là chỉ có chạy đến người thôi. Chỉ một trận mưa to, nhiều nơi tại thị trấn Hợp Châu bị chia cắt và ngập nước. Dù không có thiệt hại về người, nhưng ước tính sơ bộ thiệt hại trên địa bàn thị trấn lên tới gần 11 tỷ đồng. Ngay sau khi nước rút, các lực lượng chức năng của huyện Tam Đảo và thị trấn Hợp Châu đã hỗ trợ người dân ở hai tổ dân phố Cửu Yên 1 và Cửu Yên 2 dọn dẹp nhà cửa, phun khử khuẩn môi trường để người dân yên tâm trở lại cuộc sống bình thường, đồng thời động viên người dân ổn định cuộc sống và tập trung sản xuất để khắc phục những hậu quả do mưa lũ gây ra. Sau cơn lũ xảy ra thì địa phương đã tập trung cùng bà con dọn dẹp, vệ sinh lại toàn bộ nhà cửa, phun thuốc khử trùng tiêu độc. Và trong cái đợt lũ thì cũng đã kịp thời hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, nước uống cho bà con, không để hộ nào bị đói. Tới đây thì chúng tôi cũng tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động người dân để kịp thời phòng tránh khi mà dự báo thời tiết là có tình hình mưa lớn xảy ra, để người dân kịp thời là di chuyển tài sản cũng như là sơ tán người. Thiên tai là điều không mong muốn, nhưng những hậu quả do thiên tai, ngập úng gây ra đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và kinh tế của người dân. Việc người dân cùng các cấp chính quyền cùng chung tay khắc phục hậu quả do thiên tai để lại sẽ giúp người dân sớm ổn định lại cuộc sống, bắt tay vào khôi phục và phát triển kinh tế. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, sáng kiến và kinh nghiệm là của quý của dân tộc, chúng ta phải ra sức làm nó dồi dào và lan rộng mãi. Thực hiện lời dạy của người, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Cosmos, khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên đã tích cực thực hiện phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động. Đây chính là mô hình được Liên đoàn Lao động tỉnh chọn làm điểm để nhân rộng trong năm 2022. Với những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình làm việc tại bộ phận khuôn mẫu, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Cosmos, anh Trần Trọng Tuệ đã tích cực nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất. Trong đó, sáng kiến thay đổi công nghệ sản xuất tiết kiệm nguyên liệu đầu vào của anh Trần Trọng Tuệ và các đồng nghiệp đã đạt giải khuyến khích tại cuộc thi sáng kiến khoa học kỹ thuật do Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh tổ chức. Bản thân tôi thì cũng hiểu rõ là việc Kaizen cải tiến nó mang lại lợi ích rất là nhiều cho sự phát triển của công ty. Bởi vậy nên những người công nhân chúng tôi thì luôn luôn tìm tòi và nghĩ ra những cái sáng kiến, cái cách thay đổi mới để làm sao cho mình giảm bớt được công đoạn và giảm bớt thời gian để chế tạo ra những sản phẩm. Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Cosmos đã thu hút sự hưởng ứng và tham gia tích cực của 100% công nhân lao động. Năm 2020, công ty có 205 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Đến năm 2021, có tới 250 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhân viên trong công ty nghiên cứu sáng tạo. Các ý tưởng sáng kiến giúp giảm chi phí sản xuất, nguyên vật liệu, nhân công, tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất của công ty. Tuyên truyền cho công nhân là ý nghĩa của việc cần phải cải tiến như thế nào. Và trong cái thời gian vừa rồi, tháng vừa qua, cán bộ công nhân viên của mình đã thực hiện các mục tiêu cải tiến sáng kiến đến đâu. Từ đó là để xếp loại cuối năm, để thưởng cuối năm và nâng bậc. Với những hiệu quả thiết thực từ phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh khuyến khích công nhân lao động trong các doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quy trình công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị. Từ đó tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh và đứng vững trên thị trường, góp phần đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.